giáo sư. Nó rất là bờ. Lên rõ ràng rồi. Ồ. No, I think you can't too. I can. How about? Not 하네. Yeah, 야, 나 할 수 있어. Waiting. 자. 아? 어, 잘하네. 오, 너 잘해. 맞아? I'm professional. 어, 맞네. Back to country. Yeah, 이거가 원래 너 그룹 없어? 없어. 그냥 와. 그럼 아, 따라. 어. 나는 파크가 좋아. 너는 파크가 좋아? 파크 좋아. 여기가 호황김. 아, 여기가 호황님이야? I know they're here. 아, too 진짜? Many times watching the YouTube. 아, 그래? 아, 신기하다. 아, 여기가 이쁘다. 아, 저렇게 노는구나. I come here. 이렇게? 어, 이렇게 노네. 어? 야, 이렇게 노네. Please no! No! 불이 켜질 텐데 이쁘네. 그럼 잠깐 여기 풍경 좀 감상하실래요? 비토이. 기다리지요. 너도 해. 너도 해. 여기도 꽃, 여기도 꽃, 여기도 꽃, 여기도 꽃, 여기도 꽃, 여기도 꽃, 여기도 꽃. 여기도 꽃. 어? We are the leather table. 너가 하노이 왔어, 어? 근데 식당에 에어컨이 있어. 그거 하노이 아니다. 맞아. 너 하노이 왔어. 그럼 이런 거 먹어. 어? 에어컨 있어? 너 한국 가. 맞아. 뭔 개소리야? You know the what I say? I know all. 아, 진짜. 이거 진짜. What I eat? 숲? Light soup. Like you need the Hanoi food. Ah, this the Hanoi food. Only the in Hanoi. Only the in Hanoi. Giao sơn. Giao sơn. Giao sơn. Giao sơn. Hmm. 야, 그것도 있어. 이거 천 원. Rồi ăn bò một cái.
Này, coi chị đi đánh đâu. Mày ơi, mày làm cái mắt kia đi. Bà chị tập bao lâu? Đây là phía dưới tập khách The from the yellow and the from here to there the only the samandong or samandong but the grass or mandong it's okay but the, he tell me the ship samandong 맞지? 아 아까 the 90만동 I think the it's the 아 몰라 because the so many the different the number how many pay? I pay the 오만동 you pay the 오만동? 맞아 야 교수님도 who am I? 아 진짜 나빠 so you the Benjamin but the, he the pack too? 맞아. 맞아. 너 얘가 진짜 나빠. 에이. 아야, thấy chưa? Mấy bạn phải vô cùng cảnh giác mình là người Việt Nam mà cần mình. Chúng ta chip khách ra. Xin chào mọi người. Leo và Jun mới đi chơi về xong cái tụi mình ở tại Hiên nha. Xong là mình bắt Hanoi 진짜 무섭다. Đó là Hanoi đáng sợ quá. 현지인도 속이는 Hanoi. Kiểu như là mình định bắt Grab rồi là Grab là 49.000 từ 50 đó. Thế xong cái ông taxi này ông mới đi tới, ông mới nói là em ơi đi không thì mình cũng thấy là người ta cũng gọi rồi, với lại mình cũng chưa bao gọi Grab á, cho nên là mình cũng đi. Xong cái mình lên taxi, cái anh Nghiêu, anh Jun hỏi, anh Jun nói là em cái số 90 thì mình cũng không có để ý, em cũng không có để ý nữa. Cái xong rồi không có gì đâu. Xong cái đi cũng bình thường quá chứ, mà cái thái độ ông rất là lồi lõm nha. Mình đã nói là số 24 xong em ơi tới rồi này, mà rõ ràng là chưa tới mà đi cái đường đâu đâu xong lạc lạc nữa. Xong nằm nó không phải không phải ở đây anh phải đến đi như này như kia. Xong thì rốt cuộc really angry. Xong cái Linh mới chỉ, ông mới Linh mới chỉ là như đứa. Cái là ổng mới chịu, ổng mới đi đúng hướng. Cái xong tới nơi. Cái là lúc cái là ổng không có bấm số. Dạ, chị luôn. Xong cái tới nơi cái là ổng không có bấm số gì hết trơn á. Ừ. Cái mình thấy ở trên đó là hiện lên một số 130 mà cũng thấy hơi kỳ kỳ rồi. Mình nghi có mùi có hơi ở đây rồi. Xong là hỏi anh bao nhiêu? Ừ 130 em ạ. Mình giật mình. Mình tưởng mà trời ơi nghĩ tôi lại chị ăn thôi. Xong mình mới cũng kiểu là xong mình mới cũng kiểu thôi là anh cái hồi nãy em không thấy anh bấm số là như thế nào. Ơ thì tối rồi thì nó đắt hơn một tí. Mắc hơn nó bao nhiêu? Xong rồi mình cũng nói là không em bắt rồi là em giá trên Grab bên kia là như rứa. Đó, xong rồi đoạn đường tới đây là cùng lắm là 50.000 là cùng thôi. Với lại hồi nãy em lên xe là em đã thấy cái số 90 là anh chưa bấm về zero nữa.
cái xong cái mình mới nói vui là lôi điện thoại ra quay video để có gì mà làm bằng chứng, gọi police luôn, gọi cảnh sát luôn. Cái ổng mới sợ quá, ổng mới nói là thôi phải xà đám bao nhiêu hết, em cứ đưa cho nó đi đó, rồi xong mới chịu kết thúc câu chuyện đó. Hy sinh tại khu qua mai. Cho nên thật sự là đây là, cũng là một bài học cảnh giác là mình phải lên xe mình check trước cái taxi là người ta bấm về không chưa. Và từ giờ ví dụ như mà có đi du lịch xa thì mình chỉ bắt Grab thôi, thật an toàn nhất, dù có đợi lâu một xíu cũng được, nhưng mà sợ mấy ông taxi dù nữa, quá mất niềm tin vào cái taxi Việt Nam này luôn á, cho nên là người nước ngoài người ta sợ ổng. Ủa sao á? Rồi là ví dụ mà không có em á thì anh phải làm răng đây. Đúng là thực sự lấy ví dụ không có mình là người nước ngoài người ta kiểu thì cũng hơi sợ, người ta cũng sợ là nước là cái biết gì đâu, cũng phải đưa tiền cho họ đâu đó vậy đó. À, đi cái gì sẽ gì thì thà đấy. The Korean people really the care the men on taxi. Xong rồi người ta đi chơi ở Việt Nam mình người ta cũng tiền tay lại là không có nên taxi Việt Nam là rất là kiểu phiền toái mà đắt mà kiểu lừa đảo rồi nữa. Only the thief brand the you. Có quá nhiều là vụ là lừa đảo là đi một cái đoạn rất là ngắn mà lấy của người ta là mấy chục đô mấy trăm ngàn. Thật sự là mình cảm thấy rất là khó khổ luôn. Check hết. Thật sự là ví dụ mình về đêm về khuya hoặc là những cái đoạn đường mà nó nguy hiểm mình hay tiếp cho bắt tài á, là những người mà người ta tốt bụng á thì mình tiếp thêm không nói gì hết, nhưng mà với những cái người mà kiểu mà lừa đảo mà trắng trợn như vậy á, không bao giờ mình trả tiền thật sự luôn á, mình đâu phải khi nhận đâu. Đây có Việt Nam 사람 싫어해 아니야? 맞아. 뭐 싫어. Nói là người Việt Nam mà không thích là nói vậy đúng không? Nó không thích là nói xấu người Việt Nam, nhưng mà ở đâu cũng có người xấu người tốt hết. Người Việt Nam người tốt rất là nhiều, người xấu cũng rất là nhiều luôn. Và về cái dịch vụ taxi á, nó ở Việt Nam nó bị thoái hóa với lại rất là nhiều người kiểu tài xế taxi mà thật sự là xấu, không có tốt, người nó lợi dụng cơ hội người đẩy lên xe là mình với ông nói tiếng Hàn với nhau xong một kiểu chắc là ngoại quốc đồ cũng dễ ăn đó. Để sao vậy ba? Khuê mà. Ok, thôi kết thúc một ngày giông bão ở Hà Nội, hai đứa mình đi ngủ đây, chúc các bạn ngủ ngon. Bye.